Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở miền Bắc tiếp tục có sự phân hóa, vùng núi phía Tây Bắc Bộ vẫn còn chịu ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió trên tầng cao của khí quyển, tạo điều kiện hình thành những khối mây dông nhiệt nên về đêm và sáng, mưa rào vẫn tiếp tục xảy ra như là tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và vùng ven biển của Quảng Ninh. Trong khi đó, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời oi và nóng, với nhiệt độ trưa chiều vẫn xấp xỉ từ 34 cho đến 36 độ. Kiểu thời tiết này vẫn tiếp diễn đến ngày thứ Bảy cuối tuần này. Những cơn mưa và dông thường xảy ra vào ban đêm và sáng sớm. Còn những điểm mưa cục bộ đạt lượng khá sẽ tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Ban ngày thì toàn vùng thời tiết có mây thay đổi, nắng trong ngày không mạnh mẽ và nền nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi xấp xỉ là 36 độ. Vùng mát mẻ hơn sẽ là các tỉnh thuộc vùng núi và ven biển của Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội có tiết trời oi nóng. Tại các tỉnh thành miền Trung, dải mưa dông có xu hướng lan dần từ phía Nam lên phía Bắc. Chính vì thế mà từ nay cho đến ngày 25 tháng 6, mưa dông sẽ xảy ra chủ yếu tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Sau đó, dải mưa sẽ mở rộng đến các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong ngày 24 và ngày 25 tháng 6. Do trời nhiều mây hơn và khả năng mưa dông tăng dần, nên nhiệt độ trưa chiều từ Huế trở vào cho đến Bình Thuận sẽ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Trung Bộ thời tiết mát mẻ hơn và tình hình khô hạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Chỉ riêng có các tỉnh Bắc Trung Bộ như là ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, trời sẽ còn oi và nóng với nhiệt độ cao nhất trên phạm vi miền Trung, một số nơi sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Thời tiết bất ổn định nhất trong những ngày tới tiếp tục là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của dải áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía Bắc với quá trình hội tụ gió Tây Nam mạnh mẽ nên hầu khắp các tỉnh thành trên khu vực sẽ nhiều mây, mưa dông xảy ra nhiều nơi, không loại trừ có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Cần hết sức cảnh giác với khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Do trời nhiều mây và liên tục có mưa dông nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành ở phía Nam tiếp tục mát mẻ, với trưa chiều dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ tại vùng cao nguyên, trong khi đó hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ cũng chỉ lên cao từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển đáng chú ý là ở khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Nhiều khả năng từ ngày 24, ngày 25, vùng thời tiết xấu hoạt động mạnh mẽ hơn tại khu vực giữa Biển Đông, sau xu hướng lan dần lên phía Bắc. Các tàu thuyền cần hết sức lưu ý, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết biển. Như vậy là trong những ngày tới, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều tại các tỉnh thành phía Nam, trong khi đó phần phía Bắc chỉ xảy ra trong thời điểm về đêm và sáng tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ, các nơi khác trời oi nóng. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.